chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và tràn đầy may mắn. Super Dragon Ball Heroes là một bộ phim quảng cáo game hoàn toàn không liên quan đến dòng thời gian bộ phim Dragon Ball Super nên không có so sánh với nhau anh em nhé. Nhưng bộ phim cũng giúp cho những người hâm mộ Dragon Ball Super xem giải trí trong khi bộ anime đang tạm thời bị gián đoạn. Trong các tập trước, Phư là kẻ bí ẩn đã chiến đấu với Goku và đồng đội của cậu rất nhiều lần, và cuối cùng, Phư đã đạt được mục đích cuối cùng. Kế hoạch của Phư là ươm hạt giống vũ trụ và sử dụng Hurt để thu thập sức mạnh của hạt giống vũ trụ, từ đó hạt giống nảy mầm thành cây thần vũ trụ. Phư tiết lộ kế hoạch thật sự của mình là dùng nguồn năng lượng của tất cả vũ trụ bị cây vũ trụ hút vào để tạo ra một vũ trụ hoàn toàn mới. Như vậy, toàn bộ 12 vũ trụ hiện tại sẽ bị hủy diệt. Sự việc nguy hiểm này đến mức tất cả các Hakaishin của 12 vũ trụ đều đã để ý đến việc này, đồng nghĩa với việc toàn bộ các vũ trụ đang lâm nguy. Goku, Vegeta cùng đội tuần tra thiên hà tiếp tục theo đuổi Phư một lần nữa. Trong tập 26, Janemba Reborn đã xuất hiện và áp đảo toàn bộ nhóm Goku, Vegeta, Senno Trunks, Goku Senno và Vegeta Senno, buộc mọi người phải sử dụng con bài bí mật. Goku và Vegeta Super Saiyan Blue, Future Trunks Super Saiyan God và Pan Super Saiyan đã truyền năng lượng cho Goku Vegeta Super Saiyan 4. Sau khi nghi lễ kết thúc, Super Saiyan 4 Vegeta và Goku đã được tăng sức mạnh cực đại, phá vỡ giới hạn của Super Saiyan 4 và họ không lãng phí thời gian với Janemba. Cả Super Saiyan 4 Full Power Goku và Vegeta đã sử dụng đòn hợp thể tấn công Dragon Fist Attack để tiêu diệt Janemba. Sau đó, Majin Sansa và Putin đã đưa tất cả các chiến binh Z và đồng thời trong khi họ giải thích cách phá hủy cây thần. Super Dragon Ball Hero tập 27 đã được chiếu vài hôm trước. Goku và nhóm chiến binh đã xuyên qua hết các vết nứt của thời gian để đến nơi cây thần vũ trụ đang phát triển. Đây cũng là nơi mà mọi nguồn năng lượng từ đá vũ trụ đã bị cây thần vũ trụ hấp thụ và chuyển về nuôi dưỡng cho gốc đại thụ. Trông thấy cây thần vũ trụ, biết được đây là gốc rễ của mọi việc rắc rối, Vegeta rất tức giận và muốn chứng tỏ mình sẽ phá hủy cây thần cho mọi người xem. Anh lập tức bay lên cao, tập trung toàn bộ năng lượng để tạo ra một quả cầu rất lớn, mục đích muốn phá hủy cây thần bằng một đòn tấn công năng lượng khổng lồ. Nhưng không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra cả, cây thần hấp thụ toàn bộ năng lượng tấn công của Vegeta và càng ngày phát triển hơn. Tên ác nhân Phư sau đó xuất hiện và đối đầu với nhóm chiến binh. Hắn thông báo với họ rằng hắn ta có kế hoạch tạo ra một vũ trụ mới bằng cách sử dụng cây thần. Senno Goku và Senno Vegeta, Senno Trunks và Senno Pan muốn xông lên giúp đỡ Goku và Vegeta nhưng bất ngờ bị dịch chuyển đi bởi người phe của Phư. Người này được tiết lộ có tên là Towa. Cô ấy nói với Phư rằng cô ấy làm điều này để giúp đỡ là vì Phư. Sau đó dịch chuyển đi cùng với Majin Sansa và Putin. Vegeta đã ngay lập tức sử dụng sức mạnh Super Saiyan Blue lao vào tấn công Phư, nhưng Phư tiết lộ một bí mật rằng công trình nghiên cứu của Phư giúp cho hắn ta có thể hút nguồn năng lượng dồi dào của Cumber và truyền khí của Cumber thông qua cơ thể mình. Sử dụng nguồn năng lực độc ác này để tạo ra hiệu ứng phá hoại lý trí của Vegeta và khiến Vegeta mất kiểm soát. Goku cố gắng can thiệp giải cứu cho Vegeta, nhưng Phư cũng đã vô hiệu hóa lý trí của Goku. Tuy nhiên, ngay cả trong trạng thái điên cuồng, Goku và Vegeta vẫn từ chối chiến đấu với nhau và thay vào đó tiếp tục tấn công Phư. Phư giáng một đòn mạnh mẽ vào cả hai bằng thanh kiếm của chính mình, khiến họ trở về hình dạng cơ bản nhưng cũng vô hiệu hóa sức mạnh ảnh hưởng từ nguồn năng lượng tá của Cumber và đưa họ trở lại bình thường. Khi Phư đang chờ đợi cây thần phát triển xong, Goku và Vegeta sử dụng một đôi bông tai Botara do Majin Sansa tặng và hợp nhất thành Vegito. Phư cũng cố gắng dùng năng lượng tá của Cumber mục đích để tẩy não Vegito. Nhưng Vegito sử dụng một kết giới năng lượng rất mạnh để đẩy lùi cuộc tấn công đó, đồng thời vô hiệu hóa mức ảnh hưởng của nguồn năng lượng tá Cumber trước khi tăng sức mạnh lên Super Saiyan Blue. Tập phim kết thúc với trận chiến chuẩn bị bắt đầu giữa Vegito và Super Phư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.